Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Và hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ có về gần khu vực thị trấn Ngã Sáu thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đến với chỗ bán mai của anh Tèo, có giao lưu cùng quý cô chú anh chị một số cây mai chảo thành phẩm. Và lô này thì thuần chậu luôn rồi quý cô chú anh chị. Đó, thì vô hôm nay thì anh Tèo sẽ chia sẻ cũng như là quay trực tiếp từng cây và có báo giá đến quý cô chú anh chị luôn ạ. Đây là cái lô mai của anh Tèo. Đó, em sẽ quay sơ cho quý cô chú anh chị xem. Đây, đã tươi tốt ha. Rồi, thuần chậu hết luôn. Thì bây giờ em sẽ vô để gặp anh Tèo để cùng giao lưu với quý cô chú anh chị ạ. Rồi, em chào anh Tèo ơi. Rồi, chào em. Ông chào bà con ha. Hôm nay em xin giới thiệu 20 cây mai giáo thành phẩm. Tàn thông dáng tiếng Việt. Có bông gió luôn nha bà con. Dạ. Cái này có cái bông gió được 13 cánh lận nha. Dạ. Chứ không phải 12 luôn, 13 cánh luôn. Dạ anh. Dạ. Hai lớp nha. Dạ. Rồi cũng cảm ơn bà con anh chị em chứ ủng hộ em trong thời gian qua. Số điện thoại em là 0768621. Chương trình em là bao ship toàn quốc. Rồi mời bà con coi cây số 1. Rồi. Ngày 13 tháng 8 nha. Ngày 13 tháng 8 với cô chú anh chị ơi. Mã số 1. Dạ. Cây số 1. Dạ. Rồi. Lô này là thuần chậu hết sao hay sao? Thuần chậu hết. Dạ, thuần chậu hết luôn với cô chú anh chị ơi. Thuần chậu 100%. 57 12 nha. Rồi. Con gió mà được 13 cánh luôn đó, được 52. Dạ. Hút luôn rồi. Về chăm sóc là cái này gốc đế rồi đẹp nè. Dạ. Rồi giờ em đo chiều cao của em nó cây số 1. 1m75. 1m75, mã số 1 với cô chú chị. Từ mặt chậu ra bà con. Dạ. Rồi cái này 1m3, chiều ngang. Chiều ngang 1m3. Chiều cao 1m75, cây này có đế nha. Ê nộp xuống đó. Dạ. Rồi vị trí này 26. Rồi 26 quanh tay. Rồi cây này cây số 1 em xin giao lưu là 2.200.000. 2.200.000 mã số 1 luôn nha. Chi cạnh đều nha bà con. Dạ. Khuyến mãi luôn đó. Ừ giao lưu. 2.200.000. Rồi tới mã số 2 nha. Rồi tới cây số 2. Cây số 2. Cây này đẹp lắm nha bà con. Dạ. Cái này cái clip bữa hổm là bán rồi mà anh kia điện đi giao mà anh không lấy đó. Anh nói đi công tác rồi. Đi công tác. Cây số 2. Mã số 2 nha quý cô chú anh chị. Cây mai giảo thành phẩm. Tàn thông luôn nha. Tàn thông. Tròn đều luôn với cô chú anh chị ơi. Cây thuần chậu. Đây, quay cận cho quý cô chú anh chị xem cái bộ lá nè. Nó đang phát triển rất là tốt đây. Này là về là mình chơi Tết luôn anh. Về chơi luôn ngày Tết luôn. Dạ. Rồi, cho em xin thông số đây anh Tèo ơi. Đây, cái vàng lá rất là mướt nè quý cô chú anh chị. Cái này chiều cao 2m nha bà con. Chiều cao 2m. Tán ngang luôn anh ơi. Chiều ngang 1m75. Ngang 1m75. Hoành 24. Rồi, hoành 24. Rồi, cây này em xin giao lưu, cây số 2 em xin giao lưu là 3.200.000 nha. 3.200.000, mã số 2 luôn ngày 13 tháng 8. Ngày 13 tháng 8. Rồi, tiếp tục mã số 3 đây. Cây số 3. Số 3 nha quý cô chú anh chị. Lô này là gain hết hả anh Tèo ơi? Gain 100%. Gain 100% luôn. Giảo gain luôn quý cô chú anh chị ơi. Chi cạnh đều. Chi cạnh đều luôn. Em thì bao ship toàn quốc nha. Có chương trình ở gần thì em chở xe tải lại có chậu hết. Dạ. Ở 200-300 cây số đó là giao bằng xe tải luôn. Rồi, chi cạnh đầy đủ. Ok nha.
Dạ. Khuyến mãi luôn. Bán là trong mùa dịch hạ giá ra, còn hai triệu mấy cây giờ. Khuyến mãi. Rồi cây này chiều cao 1m8. Cao 1m8 đi cô chú anh chị ơi. Mã số 3, cao 1m8. Chiều ngang 1m5. Ngang 1m5. Cái dàn xương đây nè quý cô chú anh chị. Đây, xương đều luôn. Đừng vô nụ nha bà con. Cái này cũng có đế nè, sâu nha. Dạ. Quành 22. Rồi, quành 22. Rồi cây này em xin vô lưu 2.200.000. Cây số 3 bao ship toàn quốc. Mã số 3 2.200.000. 2.200.000 mã số 3 quý cô chú anh chị ơi. Ship luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 4. Cây số 4. Số 4 nha quý cô chú anh chị. Đang giờ nó nó hai lá gì. Mứt gượt ha. Lá xanh mướt luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi. Dạ. Chưa? Rồi được không? Rồi em đâu hoành luôn nha. Rồi hoành. Cái số 4 nha. Mặt số 4 quý cô chú anh chị ơi. Hoành 23. Rồi hoành 23. Cái này có đế, cộng đế bự lắm nha bà con. Đi đưa ra là vậy. Dạ. Hoành 23 triệu gan của em nó. Chiều ngang 1m5. Ngang 1m5. Cao 1m6 nha. Cao 1m6. Rồi cái này em xin cho luôn là 2.300.000 bao ship luôn. Mã số 4 2.300.000. Ngày 13 tháng 8. Rồi. Tiếp theo là mã số 5. Cái số 5. Cái này cũng dảo nha bà con mà lục lực nha. Không nha, đang ra đã đâm lọc non dữ lắm rồi nè. Dạ. Cái này mua. Cái này có mùi, cái đế đẹp lắm nè, tương đối đẹp. Ở đế luôn. Bán khuyến mãi cho mùa dịch luôn. Rồi. Rồi, đế đẹp nhà nở ra nha. Đế nở luôn anh. Rồi. Đo luôn nha. Dạ rồi, đo luôn. Cây này cây số 5 nha bà con. Mã số 5 mới có chú anh chị ơi. À, vị trí này tới 26 lần nha. Rồi 26 là trên cái mặt bầu tới 20 phân nữa đó. Dạ. Cây số 5. Cây số 5 26. Chiều cao 1m4. Cao 1m4. Rồi ngang 1m2. Ngang 1m2. Lâm trời dữ lắm nha bà con. Dạ. Cái này em xin giao lưu là 2.200.000 bao ship luôn. Mã số 5. 2.200.000. 13 tháng 8. Ngày 13 tháng 8. Đọc số điện thoại cái anh Tèo ơi. Số điện thoại em là 0768621849. Tèo. Rồi, tiếp mã số 6 lùng lực luôn. Mã số 6 với cô chú anh chị ơi. Dạ. Được chưa? Rồi được anh ơi. Rồi đó luôn. Chiều cao luôn ha. Được nha. Rồi cao 1m4. Cao 1m4. Chiều ngang 1m3. Ngang 1m3. Rồi hoành luôn. Đây. Cũ dữ lắm nha bà con. À, khuyến mãi luôn. Đó cái chỗ này nha, đó trên luôn, đó trên cũ luôn. Hoành 23. Rồi hoành 23. Rồi cây này cây số 6 em xin giao lưu là 2.200.000 bao ship. Toàn quốc. Mã số 6 2.2. Ai ở gần thì em chở xe tải vào có chậu luôn nha. Dạ. Yeah. Ngày 13 tháng 8. Rồi, tiếp theo là cây số 7. Cây số 7.
cái này con nhánh phóng ra hơi lạc lãng chứ để cho nó coi. Rồi. Rồi, mắt số 7. Số 7. Cái này thì cành cũng đều nha, mà đếm đẹp hơi bị đẹp nha. Nó vô nụ hết này. Rồi cho em xin thông số lên anh Tèo ơi. Chiều cao 1m7. Cao 1m7. Chiều ngang 1m2. Ngang 1m2. Có đế nha bà con. Rồi. Hoành 25. Rồi, hoành 25. Rồi cây này cây số 7 em xin giao lưu là 2.500.000 bao ship luôn. 2.500.000 mã số 7 luôn ngày 13 tháng 8 cô chú anh chị ơi. Rồi, tiếp theo là mã số 8. Cây số 8. Mã số 8 nha quý cô chú anh chị. Cạnh đều nha bà con. Này cũng có cũ đó. Dạ. Rồi đó luôn đi. Dạ, rồi đó phần trước nè. Chú, cái đế nó cũng nở ha. Xây xây nè. Đế nở, cũ rỡ luôn. Dạ. Rồi dưới này thử coi. Như này tới 29 là nghe bà con. Rồi 29. Rồi cho này đi. 22 hoành. Rồi. Đây này chiều cao của em nó. Chiều cao 2 mét luôn nha. Cao 2 mét với cô chú anh chị ơi. Tán ngang luôn đi. Chiều ngang 1m4. Ngang 1m4. Rồi cái này cây số cây 8. Số 8 em xin giao lưu là 2.500.000 ngày 13 tháng 8. Rồi, 2.500.000 mã số 8. Tiếp theo là mã số 9 với cô chú anh chị ơi. Rồi, một cây mai giảo ghin thành phẩm. Thuần chậu luôn nha quý cô chú anh chị, mã số 9. Này mua về là chơi Tết. Cây đang đâm đọt non. Cho. Rồi anh ơi. Rồi hoành trước luôn đi. Rồi hoành luôn. Cái này hoành hơi nhỏ. Hoành khiêm tốn. Rồi hoành 19. Rồi hoành 19. 20 tích 19 thôi. Cho nở chút nữa. Rồi, chiều cao 1m6 nha. Cao 1m6. Rồi, ngang 1m5. Ngang 1m5. Rồi, cái này em xin giao lưu là 2.200.000 cây số 9. Mã số 9 2.200.000 quý cô chú anh chị ơi. Luôn ngày 13 tháng 8. Đọc số điện thoại cái anh Tèo ơi. 13 tháng 8, 2.200.000 cây số 9. Số điện thoại em là 0768621849 Tèo. Dạ. Rồi, mã số 10. Cái số 10. Mã số 10 nghe quý cô chú anh chị. Mã số 10 vẫn là một cây mai giảo thành phẩm, ghim luôn. Rồi. Rồi. Đây này có đế nha bà con. Dạ. Đế cũng coi được nha. Rồi cái hoành luôn đi. Rồi hoành luôn. Rồi lên. Mỏi quá. Rồi hoành 22 thôi. Rồi hoành 22. Chiều cao 1m8. Cao 1m8 với cô chú anh chị ơi. Cao 1m8. Tán ngang luôn đi.
ngang 1m4. Rồi, ngang 1m4. Cây số 10 này em xin giao lưu là 2.400.000. 2.400.000 ở số 10 luôn, ngày 13 tháng 8. Toàn quốc luôn. Anh Tèo có chương trình bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Rồi. Số 11. Mã số 11 quý cô chú anh chị ơi. Quay gì chứ mà có coi nhà chân rồi đấy đắt gì luôn kìa. Cái này nó trồng do nè quý cô chú anh chị. Giáo ghin tàn ấm quý cô chú anh chị ơi. Lâu rồi là bóng gió mà còn được 13 cánh nha, mà con được 12 cánh nha. Dạ. Rồi cho em xin hoành luôn anh Tèo. Như em thấy nó có lên bông nhỏ nhỏ rồi không? Cái này nó muốn vô nụ. Vô nụ nè. Thì chuẩn bị vô nụ đó là gì đó. Cái sung mà nó có trong thân luôn chứ. Hoành 22. Rồi hoành 22. Giảo thì nó nụ nhiều lắm. Nụ bông á. Dạ. Rồi chịu ngang 1m5. Ngang 1m5. Cao 1m6. Cao 1m6. Rồi cây số 11 em sẽ giao lưu 2.200.000 luôn. Mã số 11 2.200.000 quý cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc ha. Trả xe tải nha. Dạ. Yeah. Rồi tiếp theo là mã số 12. Rồi bán khuyến mãi ăn cây số 22 nha bà con. Thì ship cũng mấy trăm ngàn rồi, chơi luôn. Giá khuyến mãi mùa dịch luôn ha. Mùa dịch luôn. Cây này cây số 12 nha. Mã số 12 quý cô chú anh chị ơi. Vẫn là một cây mai giảo thành phẩm. Thùng chậu. Thùng chậu chở xe tải luôn, đó có chậu luôn. Dạ. Yeah. Rồi cho em xin hoành đi. Hoành luôn ha. Dạ. Yeah. Rồi hoành luôn. Cây số 12 hoành 21. Rồi hoành 21. Chiều ngang 1m5. Ngang 1m5. Ở cao 1m45. Cao 1m45. Rồi. Rồi cái số 12 này em xin giao lưu 2.200.000 bao ship luôn ngày 13 tháng 8. 2.200.000 mã số 12. Đó, rồi, mã số 13 luôn anh ơi. 13 luôn. 13 luôn quý cô chú anh chị ơi. Mà đâm xuống. Số 13. Rồi, mã số 13. Xây mém vòng luôn tao ơi. Mã số 13 quý cô chú anh chị ơi. Cái này có lên clip rồi nha bà con. Dạ. Yeah. Lên lại nữa. Cái này bự quá mà bán. Ghé thì ổn. Cái này khuyến mãi luôn. Khuyến mãi cho quý cô chú anh chị luôn. Rồi cho em xin cái hoành luôn đi. Cái đế nè, cái đế hiện nở ra gì ra đẹp lắm nha bà con. Nè xem coi cái đế. Đó, phì ra bự lắm nha. Đế nở luôn ha. Ừ. Đó. Đang xem vòng cho luôn. Quý cô chú anh chị xem cái đế luôn đi. Đó, thấy không? Cắm xuống không đó. Đó. Mồi đó nha mà con gì đó. Để đây luôn ha. Rồi, cho em xin hoành đi. Ừ. Trên cái đế luôn. Rồi. Rồi đây nha. Đó dưới là bự lắm à. Rồi, tính 25 thôi. Rồi, 25. Chiều cao. Chiều cao 1m9. Cao 1m9 với cô chú anh chị ơi. Tán ngang luôn. Tán ngang tính 1m5 thôi. Tán ngang 1m5. Rồi cái số 13 này em xin giao lưu là 2.600.000. Cái này là 2.600.000 là rẻ lắm rồi nha bà con. Mã số 13 2.600.000 luôn ngày 13 tháng 8. 13 tháng 8 bao ship toàn quốc. Số rồi. Em là 0768621889. Đèo rồi cây số 14 luôn. Mã số 14 với cô chú anh chị ơi. Rồi, vẫn là một cây mai giảo thành phẩm.
phun cháu. Bốn nha. Dạ. Mã số 14. Rồi, cho em xin hoành luôn đi. Hoành luôn ha. Dạ. Đây, một thân một cốt. Rồi bên đó nhìn luôn. Mình mấy? 23 đi. Rồi 23 hoành. Rồi. Cái cành đều nha bà con. Dạ. Cây này cây số 14. Hoành 23. Hoành 23. Chiều cao. Chiều cao 1m7. Cao 1m7. Ngang 1m5. Ngang 1m5. Rồi cây số 14. Cây số 14 này em xin giao lưu là 2.400.000. 2.400.000 mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15 luôn anh ơi. 15 cái này quá. Dạ. Yeah. Thông nha. Rồi. Mã số 15 phải không anh? Rồi cái 15. Rồi mã số 15 với cô chú anh chị ơi. Không bự rồi. Mai giảo tàng thông luôn. Đây. Lá thì hết trên nha. Rồi. Viền lá xanh mướt. Cho. Rồi, quanh luôn nè. Rồi tôi quay hoài luôn. Cái này nét cũng được nha bà con. Để tôi nó đẹp nha nè, cộng bự bự không nha. Dạ. Đây, cái này quanh 25. Rồi, quanh 25 với cô chú anh chị ơi. Chỉ cạnh đều nha. Cái số 15. Cao 2m. Cao 2m. Rồi, ngang 1m6. Ngang 1m6. Cái số 15 này em xin giao lưu là 3.200.000 nha. 3.200.000 mã số 15. Rồi, 3.200.000. Ngày 13 đến 8. Rồi, mã số 16 anh ơi. 16 cái này. Rồi, mã số 16 với cô chú anh chị ơi. 16 nha. Dạ. Yeah. Mã số 16 vẫn là một cây mai giảo thành phẩm thùng chậu. Giảo ghim luôn. Rồi, cho em xin thông số đi anh Tèo ơi. Rồi, đó luôn. Hoành trước đi. Rồi, hoành trước đi. Rồi, hoành 24. Rồi, hoành 24. Chỉ cành đều nha bà con. Một thân một cốt chỉ cành đều. Lá là mất lực nha. Đây luôn. Chiều ngang 1m7. Ngang 1m7. Chiều cao 1m8 nha. Cao 1m8. Cây số 16 em xin giao lưu là 3.000.000. Cái này giao lưu 3.000.000 bà con, bao ship luôn. 3.000.000 mã số 16 luôn ngày 13 tháng 8. Rồi, tiếp theo là mã số 17. 17. Mã số 17 với cô chú anh chị ơi. Lô chậu mình nãy giờ là chậu mấy anh? Chậu 6 rồi mà, toàn bộ chậu 6. Dạ, chậu 6. Chậu 6 là lọt lòng nha, phủ bì là tới 7 mấy lần nha bà con. Dạ. Rồi, cho em xin hoành luôn đi. Hoành luôn. Oh.
Quanh 24. Rồi. Chỉ cạnh đều. Ấu ghim. Nó muốn vô nụ xem này quá trời. Dạ. Cái này là nụ này á. Đây. Kim này nè. Dạ. Muốn vô rồi. Chiều cao 1m 1m7 nha bà con. Cao 1m7. Ngang 1m4. Rồi cây số 17 đem xin giao lưu là 2.500.000. Ngày 13 tháng 8. Rồi, 2.500.000 13 tháng 8. Cây số 18. Rồi, tới mã số 18 cô chú anh chị ơi. Đây, 18 đây. Mã số 18 quý cô chú anh chị. Nó thằng nó cao chút nha. Dạ. Chỉ lên như kịch đạo vậy đó. Rồi, xin hoành luôn đi. Cái này thốt thằng tới một tắc 7 lần nha, tắc 6 nha. Rồi. Hoành 23. Rồi. Đi cây số 18. Chiều cao là 1m7 nha. Cao 1m7 quý cô chú anh chị ơi. Chiều ngang 1m5. Ngang 1m5. Cây số 18 này em xin ra luôn là 2.300.000. Bao xích luôn. Rồi 2.300.000. Bán clip này là bán rẻ lắm nha bà con. Khuyến mãi luôn đó. Bao xích và xe tải chở có 2.300.000. Tới Sài Gòn luôn. Giao luôn. Đọc số điện thoại lên cái anh Tèo. Số điện thoại em là 0768621849. Rồi cái số 19. Mã số 19 với cô chú anh chị ơi. 19 nha. Dạ. Không bự nha. Bự lắm cho bà con, tại vì xin vô 16 rồi. Rồi. Bự lắm. Gốc bự lắm rồi. Mã số 19 nha quý cô chú anh chị. Rồi, cây tàn không dán tròn đều. Tròn đều. Lá tươi tốt. Đây. Rồi. Rồi gốc lên nè. Bự lắm nha. Rồi, để đẹp luôn nha, nở nguyên cục cây luôn đó. Rồi. Đây em đo cái quạnh này ở trên này luôn nha. Cao ở trên nha cho bà con coi nha. Rồi. Đó. Chỗ này là 26 nha bà con. Rồi. Chiều cao cái này cao 1m65. Cao 1m65. Chiều ngang 1m8 nha. Ngang 1m8. Cái bự nha. Dạ. Bự gì mà lá non nó còn ra dữ lắm nha bà con. Phát triển rồi ha. Rồi. Rồi cây số 19 này em xin giao lưu là 3.400.000. 3.400.000. Mã số 19 lô ngày 13 tháng 8. Bao ship luôn nha. Bao ship toàn quốc luôn. Đồng Nai đó là có điện là có à. Xe tải chở tới chỗ luôn. Dạ. Mã số 20. Dạ, mã số 20. Cái cuối nha bà con. Dạ. Đẹp ha. Mã số cuối cùng của clip quý cô chú anh chị ơi. Một cây mai dảo. Thành phẩm thuần chậu. Rồi, cho em xin thông số luôn. Hoành trước đi. Luôn nè. Này là ghế nó ra đây. À, đế đó, hai cộng rồi hai bên nó nhìn là thấy đẹp hơn nhiều đó thôi, thấy đẹp thôi. Dạ. Cho nhiều. Wow. Đây đó trên này nha. Dư 24. Này chi cành đều nha bà con. Đây chi cành đây.
chỉ cần đầy đủ. Rồi. Cây số 20, vành thăng 24. Vành thăng 24 mã số 20 nha quý cô chú anh chị, chiều cao luôn. Chiều cao là 1m6 nha. Cao 1m6. Chiều ngang 1m35. Ngang 1m35. Rồi, cây số 20 này em xin giao lưu là 2.300.000 khuyến mãi luôn. 2.300.000 mã số 20. Đó. Cây số 20. Tổng số điện thoại lại các anh ơi. Điện thoại em là 0768621849. Tèo. Rồi, tổng chào bà con. Rồi, cây bonsai Cần Thơ cũng xin kính chào quý cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị chọn được cây mai đến cho gia đình mình ạ. Xin chào và tạm biệt ạ.